Quý vị thân mến, hiện tại Thanh Thư đang có mặt tại huyện miền núi Lang Chánh. Cảnh sắc nơi đây thật tươi mát và không khí cũng vô cùng trong lành, dễ chịu. Lang Chánh, nơi hội tụ những sắc màu văn hóa của ba dân tộc anh em Thái, Mường, Kinh, cùng những phong tục tập quán và nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc. Từ lâu đã được biết đến là nơi có cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, nên thơ, với những lợi thế về hệ thống rừng nguyên sinh phong phú, cảnh quan sinh thái nguyên sơ và nhiều di tích lịch sử văn hóa có giá trị như Chùa Mèo, Thác Ma Hao, Thác Hón Lối. Quý vị biết không, ngoài việc mang trong mình vẻ đẹp hùng vĩ nên thơ, núi rừng Lang Chánh, nơi có dãy núi Chí Linh gắn liền với anh hùng dân tộc Lê Lợi cùng nghĩa quân Lam Sơn, còn có rất nhiều sản vật thiên nhiên quý, trong đó có một loại sản vật rất có giá trị với sức khỏe, đó chính là mật ong rừng Chí Linh. Đến thăm khu nuôi ong của công ty cổ phần đầu tư và phát triển Ma Hao, một trong hai doanh nghiệp nuôi ong quy mô lớn tại huyện Lang Chánh, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước khung cảnh đẹp mắt của những thùng ong được xếp ngay ngắn, nuôi dưới tán rừng nguyên sinh ở chân núi Chí Linh. Được biết, mật ong rừng Chí Linh ở bản Năng Cát, xã Chí Nàng, huyện Lang Chánh được nuôi theo quy trình lấy mật hoàn toàn thuận theo tự nhiên. Tại sao công ty mình lại chọn vùng đất Chí Linh này để làm nơi nuôi ong ạ? Qua quá trình khảo sát và thử nghiệm nuôi ong trên này, thấy cái khu vực rừng ong trên này đang có hàng ngàn loài hoa, chất lượng sản phẩm mật ong là rất tốt, rất vàng, rất đẹp so với những vùng miền khác. Vậy thì cái quy mô của vườn ong số 1 này thì có tất cả bao nhiêu thùng ong hả chú? Công ty có đầu tư vào 2 trang trại, 2 vườn ong trên này. Trên đây là vườn ong số 1, quy mô vườn ong số 1 có 1.000 đàn. Khu vườn ong thứ hai thì 2.000 đàn. Mật ong nơi đây được đánh giá không khác gì mật ong rừng, bởi nó được kết tinh từ hương vị tinh túy nhất của hàng nghìn loại hoa rừng Chí Linh. Quan sát vào mắt thường thì có thể thấy là mật ong rất sánh, vàng và có một mùi thơm rất là tự nhiên. Thì có phải đây là đặc trưng của mật ong vùng này không hả chú? Đúng đấy cháu, đây là ong nuôi, nhưng mà nuôi giáp cái rừng ở đây là giáp rừng già, đặc trưng của vùng ở đây. Có đang đi lấy hàng nghìn loại hoa, nên là cái màu mật rất đẹp, đặc trưng của cái vùng ở đây là cái mật vàng ống, không khác gì cái mật ong trên rừng. Vậy thì một đàn ong như này thì sẽ cho ra được bao nhiêu mật ong thành phẩm hả chú? Một đàn ong này có 4 cầu, nhưng mà nếu như khai thác là cái đàn ong này là đạt tiêu chuẩn, có thể viết nắp là đạt tới 90%. Một đàn ong này quay thì có thể là lên được 2,5 cân. Với mong muốn xây dựng sản phẩm mật ong rừng Chí Linh Sơn trở thành sản phẩm ô cốp và đưa đến tay người tiêu dùng một sản phẩm mật ong có chất lượng cao, hiện nay thì nhiều cơ sở nuôi ong lấy mật tại huyện Lang Chánh nói chung và công ty cổ phần đầu tư và phát triển Ma Hao nói riêng đã ứng dụng và đưa công nghệ hiện đại vào quy trình sản xuất chế biến mật ong để hình thành một quy trình sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau khi mật ong được thu hoạch, quay vắt thô sẽ tiếp tục trải qua quá trình lọc tạp chất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Với quy trình nuôi ong hoàn toàn tự nhiên kết hợp với phương pháp chế biến hiện đại, tin rằng trong tương lai, sản phẩm mật ong rừng Chí Linh Sơn sẽ sớm có mặt ở các hệ thống siêu thị, nhà hàng lớn trong tỉnh và cả nước. Những cầu ong, bọng ong chứa đầy mật ngọt của muôn vàn loài hoa nơi núi rừng Chí Linh Lang Chánh sau một quá trình chế biến cẩn trọng đã tạo nên thành phẩm là những giọt mật ong vàng sánh mang vị tinh túy của thiên nhiên, vô cùng thơm ngon và bổ dưỡng. Quý vị thân mến, nếu có dịp đến với Thanh Hóa, hay một lần ghé thăm vùng núi Chí Linh Lang Chánh để chiêm ngưỡng cảnh sắc nơi đây cũng như thưởng thức hương vị ngọt mát của mật ong rừng Chí Linh Sơn quý vị nhé.